Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 10, giáo trình Shinkansen Master ngữ pháp. Bài số 10 này có chủ đề là nani nani ya, nani nani nado. Thì nếu như ở các cấp dưới chúng ta được học một số hình thức liệt kê, ví dụ như dùng gì nhỉ? Dùng to khi chúng ta liệt kê là có tất cả những cái thứ gì đó, đúng không? Ví dụ như là gì cần to, okane ga aru, tức là tôi có tiền và có thời gian. Thì lúc đấy chúng ta đang chỉ đề cập đến hai cái yếu tố đấy thôi. Ví dụ như là nếu mà chúng ta làm sao nhỉ? Chúng ta dùng ya thì chúng ta mang ý nghĩa là gì nhỉ? À, có nhiều thứ khác nữa ngoài cái thứ chúng ta liệt kê. Ví dụ như là kabang, đúng nhỉ? Kabang no naka ni wa, đúng không? Noto ya jisho nado. Đấy. Haiteiru, tức là ở trong cặp sách ấy thì có để gì nhỉ? Có để vở rồi thì từ điển, vân vân, còn nhiều thứ khác nữa. Hay là các bạn dùng cái dạng thức là toka, đúng không? Toka là như là có thể dùng để liệt kê gì đây nhỉ? Có thể dùng để liệt kê ví dụ như động từ, ví dụ như là gì đây nhỉ? Ima okane ga takusan attara, đúng nhỉ? Ryoko shitai toka, ie atarashi ie o kaitai toka. Bây giờ mà có tiền ấy thì tôi sẽ mua gì nhỉ? Tôi sẽ đi du lịch này, tôi sẽ mua nhà mới này, vân vân, đúng không? Đấy, thì đấy là những cái mà chúng ta đã học ở các cấp dưới nhá. Thì bây giờ chúng ta học thêm một số hình thức liệt kê nữa ở các cấp trên, xem là nó có gì khác. Thì bài số 10 này là cái bài mà học các ngữ pháp như vậy. Do vậy là tính chất của các mẫu câu này nó cũng tương tự như nhau. Thế nhưng mà có cái sắc thái nghĩa và một số cái cách sử dụng nó khác khác một chút. Thì đó là gì thì chúng ta sẽ quan sát bài học ngày hôm nay nhá. Đầu tiên này, mẫu câu đầu tiên, yara, yara, có nghĩa là nào là, có, đúng nhỉ, có cái nọ, có cái kia, nào là cái nọ, nào là cái kia. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái phần đôi như phần bức tranh ở đây. Ví dụ đây là một anh chàng rất là may mắn, đúng không, được hai cô, đúng nhỉ, được hai cô làm sao đấy, được hai cô đang tranh giành, đúng nhỉ. Ví dụ đây là cô người yêu cũ này, đây là cô người yêu mới này, đây là anh chàng đang đứng giữa. Thì ví dụ ở cái tâm trạng, cái vị trí của cô người yêu cũ, đúng không, bị cái đứa bạn nó cướp đi mất cái người yêu của mình, đúng nhỉ. Đấy, thì chúng ta sẽ có tâm trạng nó rất là phức tạp, rất là hỗn loạn, rất là lẫn lộn. Thì ví dụ chúng ta có cái câu như sau này, à, shinyu ni kobito torarete kanashii yara kuyashii yara de maiban naki tsuzuketa, tức là bị cái đứa bạn thân nó cướp mất người yêu, đúng không nhỉ. À, vừa gì đây nhỉ? Vừa buồn này, lại vừa cay cú, đúng không? Vừa buồn vừa cay cú ấy, vừa tiếc nuối ấy. Cho nên là gì đấy? Cho nên là hàng đêm ấy cứ tiếp tục khóc thầm. Đấy, có rất là nhiều dòng cảm xúc với cô này, trong đó cố liệt kê ra hai cái, đấy là buồn với lại cảm thấy tiếc nuối rồi cay cay cú kiểu vậy nhá. Thì còn với anh này thì sao? Với anh này thì anh lại là hitari no yosei ni ai sarete ureshi yara sumanai yara de kimochi ga fukuzatsu da, tức là được hai người con gái yêu một lúc ấy thì tôi vui thì cũng vui bởi vì được hai người yêu, đúng không? Đấy, mình cũng có tí sức hút nào đó. Thế nhưng mà sumanai yara de cũng thấy cảm thấy có lỗi, bởi vì sao? Bởi vì là mang tính chất là lăng nhăng không chung thủy, đúng không nhỉ? Một cái cảm xúc, một cái tâm trạng rất là phức tạp. Đấy là cái ví dụ đầu tiên nhá. Ví dụ số 2 này, đây ví dụ đến nhà bạn chơi, đúng không? Nó đang bày bừa rất là nhiều thứ ra. Và gì đây nhỉ? Có cả cái này. Và gì đây nhỉ? Và nó bảo là irasai, à, đến nhà tao chơi à? Ma tekito ni suwatte, à, mày cứ ngồi xuống tùy ý đi. Đấy. Xong bạn này mới doko ni, à, ngồi xuống ở đâu cơ, làm gì còn chỗ nào nữa mà ngồi, đúng không? Đang để đồ hết như thế này. Vậy thì câu này nó sẽ là kanojo no heya wa gomi yara sentaku mono yara de ashi no fumiba mo nai, nghĩa là cái phòng của cô ta ấy, đúng nhỉ, phòng của con bé này ấy, thì gì nhỉ, đầy ắp những thứ, nào là rác rưởi này, nào là gì đấy, đầy rác cứ mấy chùm mấy buộc này, rồi thì đồ mặc này, đấy, không có chỗ mà gì nhỉ, không có chỗ mà đặt chân xuống, chứ nói gì đến chỗ để ngồi, đúng không? Đấy, đấy là cái hai ví dụ của chúng ta nhé. Vậy thì từ cái này chúng ta có thể rút ra đặc trưng của cái mẫu này là gì nhỉ? Chúng ta sẽ đi xuống cái phần tiếp theo. Về phần cấu thành, nó sẽ đi với danh từ cộng với yara, đương nhiên là sẽ đằng sau sẽ là gì nhỉ, đằng sau sẽ lặp lại,
N1 yara, N2 yara. Tương tự, động từ veru cộng với yara đằng sau cũng là veru cộng với yara. Tính từ đuôi na, à xin lỗi, tính từ đuôi y cộng với yara đằng sau cũng là tính từ đuôi y cộng với yara. Những cái này phải là khác nhau đúng không nhỉ? Không được lặp lại. Đấy. Và phải cùng xếp cùng nhau nhé, không được xếp khác biệt. À và không đi với lại tính từ đuôi na, các bạn lưu ý, không đi với lại tính từ đuôi na đâu. Cách sử dụng này, dùng với những từ cùng một nhóm cạnh nhau. Nhớ này, phải là dùng với những từ cùng một nhóm cạnh nhau. Nhấn mạnh là có rất nhiều ví dụ. Đấy, nhấn mạnh là có rất nhiều ví dụ và khi người ta đưa ra ấy thì không có sắp xếp theo thứ tự. Khi đưa ra những cái ví dụ đấy thì không sắp xếp theo thứ tự. Tiếp theo, hay dùng với những trường hợp người nói nghĩ là có quá nhiều ví dụ thì cái này giấu ở trên rồi không? Hoặc là không thể giới hạn rõ ràng được những cái đấy. Đấy. Chẳng hạn chúng ta xem của phần rebun, phần câu mẫu này. Katachimu no senshu tachi wa nakidasu yara tobi agaru yara samazama ni yorokobi o arawashita. Các cái cầu thủ của đội chiến thắng đúng không nhỉ? Đã biểu lộ gì đấy? Đã biểu lộ arawashita là biểu lộ cái yorokobi, niềm vui sướng với rất là nhiều cách khác nhau. Đúng không nhỉ? Nào là gì đấy? Nakidasu yara, nào là nhảy cẫng, à nào là bật khóc này, có người sung sướng quá đến nỗi chảy cả nước mắt. Rồi tobi agaru là nhảy cẫng lên. Đấy. Ví dụ một team ấy đúng không? Có mười mấy người gì đấy, ít nhất là bằng đấy người nhá. Thì mỗi người một vẻ và người ta thấy đập vào mắt là những cái này thì người ta cứ liệt kê ra để ám chỉ rằng còn rất là nhiều cái khác nữa, trong đó là người ta đang nghĩ đến những cái này trước. Đấy. Và cũng những cái, và cái sắp xếp thứ tự này là người ta cũng không có đề cập đến cái nào là cái quan trọng, cái nào là không, mà người ta thấy có hai cái này trước đúng không nhỉ? Thì người ta đưa ra, còn những khác người ta nếu mà trong cùng một mẫu này người ta đưa ra cũng được. Đấy. Tiếp theo này, câu số 2. Damasareta to wakatta toki wa. Cái từ này nó hơi khó thì sẽ viết furigana cho các bạn một chút. Đây là dama. Dama. Dama sự là lừa bịp, lừa đảo đúng không nhỉ? Dama sareta to wakatta toki wa. Cái lúc mà biết mình bị lừa ấy thì gì nhỉ? Hara ga tatsu yara nasake nai yara de kimochi o osaeru koto ga dekinakatta. Cái lúc mà sao? Cái lúc mà biết mình bị lừa ấy thì tôi không thể nào mà osaeru, đây là cái chữ Hán là chữ ức trong từ ức chế. Đấy, tôi không thể nào mà kìm nén được đúng nhỉ? Cái cảm xúc của mình, cảm xúc đấy là gì? Rất là nhiều thứ, trong đó có hai cái người ta đưa ra, đây là haragatatsu. Đây là chữ Hán là chữ bụng đúng nhỉ? Nó không phải là gì nhỉ? Đứng bụng đâu nhá, hay là bụng đứng đâu nhá. Đấy. Haragatatsu nó cũng giống như là atama ni kuru. Đến đầu đúng không? Không phải là đến đầu. Đấy. Thì cái này nó hai cái từ này nó bằng okoru, nổi giận. Nasakenai thì mang nghĩa là gì đấy? Nhiều nghĩa, có nghĩa là thảm thương, thảm hại đúng không nhỉ? Đấy. Vậy thì câu này là khi mà biết mình bị lừa ấy, thì tôi không thể nào mà kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Cảm xúc đấy là gì? Nào là tức giận này, rồi thì cũng cảm thấy mình thật là thảm hại ê chề nhá. Đây mọi người thấy là nó hơi khác một chút, là haragatatsu là tức giận, nó dùng dạng động từ, đây lại là nasakenai. Nó là gì nhỉ? Nasakenai nó giống như kiểu là mang tính chất như là tính từ đuôi y ấy. Thế nhưng mà bởi vì nó cùng cái kiểu là thể hiện cái tâm trạng tình cảm nên là có thể chấp nhận được trong trường hợp này. Tiếp theo câu số 3 này. Musume no kekonshiki no hi wa ureshii yara sabishii yara fukuzatsu na kimochi datta. Vào ngày cưới của con gái tôi ấy, thì cái cảm xúc của tôi, cái kimochi rất là fukuzatsu, rất là phức tạp, rất là hỗn loạn. Ureshii yara vui cũng có này, sabishii yara buồn cũng có ấy. Ngoài hai cái này ra còn những cái khác nữa. Thế nhưng mà tạm thời là cứ đưa ra hai cái này trước đúng nhỉ? Buồn vui lẫn lộn vào nhau. Câu số 4 này. Teburu no ue ni wa shikaku i mono yara marui mono yara iroro na katachi no sara ga oite atta. Có nghĩa là gì nhỉ? Ở trên bàn ấy đặt
rất là nhiều đĩa với nhiều hình thù khác nhau, và người ta liệt kê ra hai cái là gì đấy, là nào là thứ hình gì nhỉ, hình tứ giác này, nào là thứ hình gì đấy, hình tròn. Các bạn thấy có từ si các cự là tính tự, là động, là danh từ có nghĩa là tứ giác, thì người ta thêm chữ y vào để biến nó thành tính từ đối y nhá. Đấy, si các cự y có nghĩa là tính từ, có nghĩa là tứ giác. Tương tự maru là hình tròn thì marui là tính từ để ghép với từ mono danh từ đằng sau. Như vậy là hai cái này cùng là danh từ, hai cái này cùng là gì đấy, cùng là tính từ này, hai cái này cùng là động từ, và cái này là gì đây nhỉ, mặc dù hơi khác nhau một chút thế nhưng mà nó cùng tính chất nên người ta vẫn cho vào. Như vậy là cái mẫu đầu tiên yara là dùng để đưa ra khi mà có quá nhiều ví dụ hoặc là không thể phân biệt, à xin lỗi, không phải là không phân biệt mà khi có quá nhiều ví dụ và chúng ta tạm thời đưa ra gì nhỉ, một vài cái như thế, thông thường là hai các bạn nhé, ít khi người ta đưa ra ba lắm, vẫn có nhưng mà cực kỳ ít, hy hữu. Do vậy trong sách người ta không có đề cập đến trường hợp đưa ra ba ví dụ. Tiếp theo mẫu số 2, tôi như cờ có nghĩa là có thể nói là, cũng có thể nói là, ví dụ đằng trước đây là A đúng như đây là B thì có nghĩa là có thể nói là A cũng có thể nói là B đấy, bởi vì cái chữ gì đây nhỉ, cái chữ tôi như này chính là cái chữ tôi như là chữ nói của chúng ta ấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần đôi như nhá, phần ví dụ này đây, ví dụ anh này đang bị sếp mắng đây. Bu chō ni shikarareta toki hazukashi touyu ka kuyashi touyu ka i arawasenai kimochi datta, là gì đây nhỉ, khi bị trưởng phòng mắng ấy thì tôi có một cái tâm trạng mà không thể nào mà bày, không thể nào mà biểu lộ, không thể nào mà bày tỏ, không thể nào mà nói ra được hết, giải bày được hết, đúng nhỉ, gọi là hazukashi cũng được, họ gọi là xấu hổ cũng được, gọi là day dứt, ân hận, hối tiếc cũng được. Đấy. Thì nếu như các bạn có cái mẫu trước là yara yara thì nó là cả hai cái đó, có cả hai cái đằng trước và cái đằng sau, đúng không? Và còn có cả nhiều cái khác nữa cơ chứ không phải chỉ có hai cái đấy. Người ta đưa ra tạm thời hai cái đấy. Thì trong trường này ấy, nó mang nét nghĩa là tôi đang không biết là cái của tôi là cái nào đây, bởi vì tôi thấy là cái đằng trước thì cũng đúng, đúng không? À, cảm xúc, cảm giác xấu hổ thì cũng đúng đấy, mà cảm giác là gì đây, cảm giác là ân hận day dứt thì cũng đúng đấy. Đấy, người ta đang không phân định được rạch ròi chứ không phải là người ta có nhiều và người ta liệt kê ra hai, đúng nhỉ? Thì trong trường hợp như vậy chúng ta dùng tôi như cờ nhá. Hoặc này, đây là cái câu hỏi kinh điển ngày trước, đúng không? Cái váy là vàng đen hay là gì nhỉ, hay là xin lỗi, váy gì nhỉ, mình quên mất rồi, vàng trắng hay là xanh đen, đúng không? Đấy, thì mỗi người đưa ra một câu khác nhau, đúng nhỉ? Do desu wa dochira mo onaji iro desu. Cái váy thì cái nào nó cũng là cùng màu thôi. Và cái câu này ấy, có thể trả lời như sau này. Kono doresu wa shiro to kin touyu ka ao to kuro touyu ka hito ni yotte iro ga chigau. Tức là ấy, cái váy này ấy, gọi là màu trắng và màu vàng cũng được, nhưng mà gọi là màu xanh và màu đen cũng được, tùy vào người mà cái màu sắc người ta cảm nhận được là khác nhau. Đấy, tức là có người thì gọi là màu gì đây, màu trắng với màu vàng cũng đúng, nhưng mà có người thì lại không phải, có người lại là màu xanh với màu đen cơ. Đấy, thì khi mà cái gì nhỉ, cái việc phân biệt nó khó, nó không rạch ròi như thế thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu tôi như cờ, và trong giao tiếp thì nó sẽ biến thành tê như cờ các bạn nhé. Đây. Trong giao tiếp nó biến thành vậy thì tí nữa chúng ta sẽ viết ở phần diễn giải đúng không nhỉ? Về phần Setsuzoku, về phần cách cấu thành ấy thì nó sẽ đưa gì đây nhỉ? Thì nó sẽ đi với thẻ Futsuke, thẻ thông thường cộng với lại Touyu ka, và lưu ý là tính từ đuôi na sẽ là có na, danh từ sẽ là không có, không không có đà đâu nhá. Được chưa? Ana cộng Touyu ka và danh từ cộng với Touyu ka, còn lại là Futsuke. Cách sử dụng này dùng khi giải thích về một sự vật, hiện tượng, đưa ra hai cách nói, đưa ra hai nhận định nhưng không thể hiện, không thể xác định rõ cái nào chính xác hơn. Đây các bạn lưu ý cho mình là gì nhỉ? Vấn đề của nó là không thể xác định rõ cái nào chính xác hơn, bởi vì là cái ranh giới rất là ai mai, rất là mong manh và gì đấy, và mình không thể nào mà gọi là cái nào chính xác hơn được. Đấy, khác với cái Yara là cả hai cái đều đúng, đúng không? Cả hai cái đều đúng. Tất nhiên thì với cái Touyu ka thì cả hai cái cũng đều đúng thật. Thế nhưng mà người ta đang không phân biệt được cho nên là người ta tạm gọi là cái đằng này cũng được, tạm gọi là cái kia cũng được. Thế nhưng mà hai cái
Cái đi với Yara mà chúng ta học ở trước ấy thì là cái gì nhỉ? Cái đằng trước cũng cũng đúng, cái đằng sau cũng đúng, và nó là một trong nhiều cái khác còn nữa, đúng không? Nó đồng đẳng như nhau chứ không phải là mang cái nét ám chỉ là không thể xác định rõ cái nào chính xác hơn, giống như cái Toyuka này. Ví dụ Anoko wa genki ga ii Toyuka ochitsuki ga nai Toyuka shizuka ni zitto shiteinai ko desu. Cái đứa trẻ này ấy, đúng nhỉ? Cái đứa trẻ đấy ấy gọi là nó genki gai, gọi là nó hoạt bát, nó có sức khỏe, nó khỏe khoắn cũng được. Mà ochitsuki ga nai Toyuka, ochitsuku là bình tĩnh đúng không? Thì ochitsuki ga nai là không thể bình tĩnh được, không thể đứng yên được. Không gọi là, có thể gọi là từ tăng động ấy. Gọi là nó tăng động cũng được, đúng nhỉ? Tóm lại nó là cái đứa mà không chịu gì nhỉ? Ngồi yên một chỗ, jitto, jitto suru là yên lặng, yên tĩnh đúng không? Đấy. Vậy thì người ta đang không phân định được là liệu rằng nó là cái đứa hoạt bát. Đấy, nó cứ chạy nhảy suốt, nghịch ngợm suốt. Vậy thì nó là đứa hoạt bát hay là nó đứa là đứa bị tăng động đúng không? Đấy. Thì người ta đang không, nếu mà khi nào mà không phân biệt được như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì nhỉ? Cái mẫu câu này nhá. Câu số 2 này. Kono heya wa shigotoba to yuka mono oki to yuka tonikaku shigoto ni hitsuyou na mono ga zenbu oite aru desu. Có nghĩa là gì đây nhỉ? Cái phòng này á gọi là cái chỗ làm việc cũng được, gọi là chỗ để đồ cũng được. Tóm lại là gì đây nhỉ? Tôi để gì đấy? Tôi để toàn bộ những cái thứ mà cần thiết cho công việc. Bởi vì sao? Bởi vì là người ta để những thứ cần cho công việc ở đấy, do vậy là nó vừa giống cái chỗ để đồ, lại vừa giống cái chỗ gì đây nhỉ? Vừa giống cái chỗ làm việc, không thể phân biệt định rạch ròi được cái nào mới là cái chính xác. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái ngữ pháp tôi như cả trong trường hợp mà cả đằng trước đằng sau đều theo cảm nhận của mình là đúng và không phân biệt được rạch ròi là cái nào thì chính xác hơn, đúng nhỉ? Cái này thì không thể dùng yara được, đúng không các bạn? Đấy. Cái này đối với một người cũng không thể dùng yara được các bạn nhé. Câu số 3 này. 今の私の気持ちですか?そうですね。退職してほっとしたというか、寂しいというか、複雑です。 À, cảm xúc của tôi bây giờ ấy hả? À ừ thì so desu ne đúng nhỉ? Khi có thể là người ta nói kiểu là à ừ thì để mào đầu cho cái câu ấy. Sau khi tôi làm sao đấy? Taisho là tôi nghỉ việc ấy thì tôi hotoshita tôi yuka. Có thể nói là tôi nhẹ nhõm cũng được, đúng nhỉ? Tôi thở phào nhẹ nhõm cũng được, tôi sabishi cũng được, tôi cảm thấy buồn buồn cũng được. Nói chung rất là phức tạp. Vậy thì các bạn thấy cái này nó rất giống yara đúng không nhỉ? Câu này thì có thể thay bằng yara được các bạn nhé. Đấy, hotoshita yara, sabishi yara, fugazatsu desu. Thế nhưng nếu mà các bạn dùng từ yara ấy thì nó mang nghĩa là à cái cảm giác hotoshita và cảm giác sabishi này nó làm sao đấy? Nó là gì nhỉ? Nó là một trong những cái mà người này đang có thôi. Còn rất là nhiều cái khác nữa. Đấy, và cả hai cái đều tồn tại. Còn cái trường hợp này ấy, là người ta đang thực ra là người ta nghĩ rằng chỉ có một, thế nhưng mà người ta đang không biết phân định rõ ràng về cái bên nào nên người ta cứ đưa ra chung chung, thôi gọi tạm cái nào cũng được. Đấy, đấy là cái nét nghĩa khác nhau của hai cái mẫu câu này. Câu số 3 này, ngữ pháp số 3 đây là nishitemo. Nishiro, nishiro, niseyo, niseyo. Nó đi theo từng cụm như thế này nhá. Nó nghĩa là dù là hay là. Ví dụ học sinh đúng không nhỉ? Học sinh này, trời nóng thì bảo là atsukute benkyou shitaku nai, netai. Nóng quá đúng nhỉ? Không học nổi, không muốn học nữa, muốn ngủ. Thế nhưng mà lạnh quá thì cũng là sao? Cũng thế đúng không? Sugoku samui, konna toki wa neru ni kageru ne. Có nghĩa là ôi lạnh kinh khủng, lạnh dã man. Những lúc như thế này thì chỉ có ngủ là nhất. Đấy, vậy thì nóng nó cũng muốn ngủ mà lạnh nó cũng muốn ngủ. Vậy thì chúng ta có câu là Atsui ni shitemo, samui ni shitemo, gakusei wa netai toyu. Có nghĩa là dù là nóng hay là lạnh, lạnh đúng không? Đấy. Dù là nóng hay là lạnh ấy thì học sinh đúng nhỉ, đều nói là muốn ngủ. Thực ra cái này nếu mà các bạn học ở trong trong gì nhỉ? Trong những cái ngữ pháp dễ hoặc là trong đời sống chúng ta có thể dùng cách nói dễ hơn đây là gì nhỉ? Atsui toki mo đúng không nhỉ? Atsui toki mo, samui toki mo, gakusei wa netai toyu. Thế nhưng mà đấy là cái cách dùng trong đời sống hàng ngày, nhưng mà nhiều cái kiểu nói trang trọng cứng nhắc một chút khi mà dùng trong đối tác giao tiếp ấy, giao tiếp khách hàng ấy, đấy thì chúng ta dùng cái kiểu như vậy thì nó sẽ không được
không được trang trọng lắm, và cái quan trọng nhất là nó không thể hiện được cái đặc trưng của mẫu ngữ pháp, đúng nhỉ? Vậy thì bây giờ đặc trưng của mẫu ngữ pháp này là gì, chúng ta sẽ xem tiếp nhé. À, hoặc các bạn xem cái ví dụ tiếp theo này. Đây ví dụ như là gì đây nhỉ? Đây là sân, đây là gì nhỉ? Đây là chia tay lớp đúng không? Tốt nghiệp không có nghĩa là chúng ta sẽ rời xa nhau, chúng ta sẽ lại tề tựu đông đủ chứ, đúng không nhỉ? Đồng ý, đấy là điều tất nhiên. Đấy. Tình bạn của chúng ta sẽ kéo dài mãi, lớp ta thật tuyệt vời. Đấy, có mình bạn này là ngồi ra một chỗ và nghĩ là chúng mày xuống địa ngục hết đi, đúng không nhỉ? Và khi gì đây, khi họp lớp đúng không nhỉ, khi họp lớp, lớp trưởng gì đây, lớp trưởng thì kêu gào hết mọi mọi người ấy, thì vẫn không ra được một cái gì đây nhỉ, cái phản hồi rõ ràng nào, nó chỉ đã xem thôi. Và lớp trưởng điên lên phải nói là Kotoshi dosho kai ni deru ni shiro denai ni shiro renaku o kudasai, tức là năm nay ấy, dosho kai là đồng song hội đúng không nhỉ, à, là họp lớp, năm nay ấy, đi họp lớp hay là không đi ấy, thì đều phải liên lạc đúng không? Thì ở trên là dùng nishitemo, ở đây dùng nishiro thì ra cũng giống như vậy, cũng không khác gì đâu. Nhưng mà nó mang tính chất là gì nhỉ? Nó mang tính chất tương đối là khẩu ngữ đúng không nhỉ? Đấy. Tiếp theo, chúng ta phần setsuzoku nhá. Sẽ là danh từ này cộng với nishitemo, nishiro, niseyo. Tương tự sẽ lặp lại một lần nữa là veru hoặc là venai cộng với những cái đuôi này. Cách sử dụng này diễn tả ý, dù có đưa ra cái này hay cái khác làm ví dụ thì điều phía sau cũng giống nhau cho cái thứ đó. Đây, cái quan trọng là này, ý của nó thể hiện là dù có đưa ra cái này hay là cái khác thì điều phía sau cũng giống cho cả hai thứ. Đấy là cái mà yara hay là yara hay là gì nhỉ, hay là toyuka lúc nãy chưa có đúng không, thì cái nishitemo, nishiro, niseyo nó sẽ có cái sắc thái nghĩa này. Đấy, các bạn thấy quan sát tất cả các ví dụ phía trên nó đều như vậy đúng không? Đây, dù có tham gia hay không tham gia nhé, đều phải liên lạc, rồi dù gì đấy. Cái trên nữa là dù nóng hay lạnh thì cái sự không đổi là học sinh vẫn nói là muốn ngủ đúng không? Nó đưa ra hai ví dụ cùng loại hoặc có ý nghĩa đối lập nhau. Hai ví dụ cùng loại. Hoặc có ý nghĩa đối lập. Ví dụ như hai cái phần đô niu ấy là gì nhỉ? Dù nóng hay lạnh thì là hai cái đối lập này. Còn ở kia là dù tham gia hay không cũng là hai cái đối lập đúng không? Vế sau thường là câu thể hiện phán đoán. Thường là câu thể hiện phán đoán nhá. Hoặc câu kêu gọi đối phương hành động. Không biết các bạn còn nhớ câu thể hiện phán đoán là câu như thế nào không? Câu thể hiện phán đoán là những cái ngữ pháp dạng như là gì nhỉ? Như là daro đúng nhỉ? Có lẽ là này. Rồi thì gì nhỉ? Rồi thì nichigai này, nikimateru ở trong ngữ pháp N3, N2 chúng ta sắp học, nghĩa là chắc chắn, hay là hazu, hazuganai. Đấy. Đấy là những câu thể hiện phán đoán. Kêu gọi hành động của đối phương là gì đây? Ví dụ như te kudasai, rồi thì te itadakemasen ka, rồi thì gì nhỉ? Thẻ ý chí, vân vân, thẻ mệnh lệnh. Trong ba cách ấy thì phổ biến nhất là nishitemo, nishitemo. Đấy, là phổ biến nhất nhé. Tiếp theo là nishiro, nishiro. Và cái cách nói là niseyo, niseyo ấy là cách nói khá là cứng, mang tính trang trọng và thông thường nó dùng trong những hoàn cảnh mang tính chất công cộng và trang trọng. Ví dụ các bạn quan sát phần debut này. Yasai ni shitemo, sakana ni shitemo, yasai no zairyo wa shinsen sa ga dai ichi desu. Là gì nhỉ? Dù là rau hay là cá ấy, thì cái gì đây? Thì cái nguyên liệu đúng nhỉ, zairyo no, ryori no zairyo là nguyên liệu nấu ăn ấy, thì cái shinsen bình thường là nghĩa là gì nhỉ, nghĩa là tươi hoặc là trong lành đúng không, thì đây là dạng danh từ là shinsen sa, là cái độ tươi ấy, là cái daiichi, là cái điều quan trọng nhất, là cái điều số 1. Đấy, các bạn thấy người ta đưa ra hai ví dụ cùng loại là yasai và sakana đúng nhỉ, và dù là người ta có đưa ra cái này hay là cái kia ấy thì cái điều giống nhau là độ tươi, thì người ta dùng cái mẫu câu này các bạn nhé. Đấy, nếu mà ở những cấp dưới các bạn có thể dùng cách nói dễ hơn là gì đây nhỉ, các bạn có thể dùng là nimo nimo cũng được, hay là demo cũng được, hay là mô mô cũng không sao, người Nhật vẫn hiểu. Thế nhưng mà để thể hiện cái sắc thái rõ ràng là đưa ra ví dụ và gì nhỉ, và vế sau là hai cái giống nhau với cái ví dụ mà mình đưa ra đấy, thì sẽ sử dụng cái mẫu ngữ pháp này. Benkyo suru ni shitemo, shigoto o suru ni shitemo, keikaku o tatete kara
Yatahogai, tức là dù học ấy, dù học hay là làm ấy, thì gì đây nhỉ? Kekaku o tatete kara, là sau khi mà lập kế hoạch cẩn thận kỹ càng rồi hãng làm, hãng thực hiện đúng không? Thì cái này cũng vậy đúng nhỉ, giống nhau. Học hay là làm, đưa hai ví dụ và điều giống nhau là đều là nên nên làm. Yatahogai, nên làm sau khi lập kế hoạch cẩn thận. Câu 3 này. Terebi ni shiro, shimbun ni shiro, news ni wa shūkan ga haitte wa ikemasen. Tức là dù là TV hay là báo chí đi chăng nữa thì đều giống nhau ở cái điểm là không được gì nhỉ? Chưa cần là chữ chủ, chữ quan, không được cho cái sự chủ quan vào trong news, vào trong tin tức nhá. Câu số 4 này. New insuru nishiro, tsu insuru nishiro, kanari no okane ga kakaru kamoshiremasen. Kamoshirenai. Tức là dù có nhập viện hay là chữ Hán là chữ thông, chữ viện có nghĩa là đi đi lại lại, đi đi về về, điều trị ngoại trú đúng không nhỉ? Dù là nhập viện hay là điều trị ngoại trú ấy thì đều có điểm chung là gì đấy? Kanari no okane ga kakaru kamoshiremasen, là gì đấy? Có lẽ là sẽ tốn tiền đúng nhỉ? Tốn khá khá tiền. Đây là kamoshiremasen, là câu thể hiện phán đoán nhé các bạn nhé. Đấy. Đây là câu thể hiện gì nhỉ? Câu thể hiện kêu gọi đối phương đúng không? Tewa ikenai là không được làm gì này. Đây là taogai là gì nhỉ? Taogai là khuyên đối phương làm gì đúng không nhỉ? Đây là câu mặc dù không thấy mấy cái kiểu phán đoán nhưng mà đây cũng là cái quan điểm của tác giả. Câu 5 này. Shorai ie o kau ni shiro, kawanai ni shiro, chokin wa shiteoko. Có nghĩa là tương lai dù có mua nhà hay là không mua thì cái việc tiết kiệm tiền thì vẫn cần phải làm trước đúng không? Đấy, vẫn cần phải tiết kiệm tiền. Thì hai cái việc đưa ra là mua nhà hay không ấy thì đều giống nhau cả, đều cần phải như thế này. Tiếp theo câu số 6. Yoto niseyo, yato niseyo, leader wa sekinin ga omoi, là gì nhỉ? Dù là đảng, đảng đây là chữ dự và chữ đảng có nghĩa là đảng cầm quyền. Yato là chữ dã, chữ đảng có nghĩa là đảng phản đối. Dù là đảng cầm quyền hay đảng phản đối ấy, thì cái người leader đúng nhỉ, cái người đứng đầu ấy thì cái trách nhiệm rất là nặng nề, rất là quan trọng. Rất là nặng nề. Giống nhau đúng không? Có đưa ra ví dụ là ai đi chăng nữa thì cái điều đằng sau cũng là giống nhau. Đấy, cái là nét nét nghĩa chung nhất của cái mẫu câu này. Câu 7 này. Đôn bưu o kaku ni seyo, toro o suru ni seyo, jubu ni data o atsume te oku hitsuyo ga aru. Tức là dù là viết luận văn hay là thảo luận trực tiếp thì cái điều quan trọng đúng nhỉ, cái điều cần thiết là phải tập hợp đủ đúng không? Jubu ni là đủ nhá, tập hợp đủ cái data, tập hợp đủ cái dữ liệu. Đấy, cái số liệu một cách cẩn thận đầy đủ. Đấy, thì với mẫu câu này nó thể hiện cái nét nghĩa là có đưa ra ví dụ đằng trước hay đằng sau ấy, thì điều đằng có đưa ra ví dụ phía trước hai cái này thì cái điều đằng sau cũng là không đủ với cả hai. Cái nét nghĩa là như vậy. Cái điều này là cái mà không có ở Yara hay là Toyuka mà học ở phía trước đúng không? Tiếp theo là ngữ pháp số 4, Toita. Thực ra cái Toita này được học ở N3 rồi. Các bạn được học ở trong phần mà ngữ pháp đi với lại Toyu ấy. Thế nhưng mà đây là lên N2 ôn lại một chút kỹ càng hơn. Ví dụ đây, chúng ta thấy những cái gì đây nhỉ? Những cái loại quả mà có màu đậm đúng không? Loại củ quả có màu đậm như là tomato này, cà chua này hay là ninjin, cà rốt này đúng không? Rất là tốt. Thì chúng ta có thể nói một câu đây là tomato toka ninjin toita vitamin E no takusan aru yasai ga daisuki da. Tôi rất thích những cái loại rau mà có nhiều vitamin A như là đúng không nhỉ? Như là cà chua này, gì cà rốt này đúng không? Cà rốt này. Đấy. Vậy thì khi dùng tôi tà này thì nó thể hiện gì đây? Nó thể hiện rằng à đằng trước là những cái ví dụ. Đấy. Trong đó đằng sau sẽ là cái gì nhỉ? Đằng sau là một cái chung chung tổng hợp có chứa cái đằng trước này, đúng không? Hoặc gì đây nhỉ? Sơn Tùng MTP tôi tà dance mo sakyoku mo deru dekiru kashu ga daisuki. Tôi rất là thích, tôi rất là hâm mộ những gì đây nhỉ, những cái ca sĩ mà có thể vừa gì đây nhỉ, vừa nhảy này rồi thì vừa hát này, như là Sơn Tùng MTP đúng không nhỉ, Chibu nữa đúng không đấy. À không, Chibu thì không sạc kiêu cự, không sáng tác nhạc được, vừa sáng tác nhạc được vừa nhảy được thì đưa ra ví dụ là Sơn Tùng. Thì đây là đằng trước các bạn thấy có một cái tên riêng đúng không, đằng sau là một cái tóm tắt lại đặc điểm chung với người này là gì nhỉ, vừa có thể gì đây, vừa có thể nhảy vừa có thể sáng tác nhạc. Tương tự cái câu trên là vừa có thể gì nhỉ, vừa có thể, xin lỗi, vừa trên là gì đây, trên là
cà chua hay là cà rốt ấy, nó đều có đặc điểm chung là rau mà chứa nhiều vitamin A đằng sau nhá. Thì khi mà đưa ra ví dụ cụ thể và đằng sau sẽ là tổng hợp tóm tắt lại đặc trưng của nó, thì chúng ta dùng mẫu TOEIC này. Cấu trúc: danh từ N1 cộng TOEIC N2. Cách dùng này: đi với những từ thể hiện rằng có nhiều ví dụ có thể đưa ra. Có nhiều ví dụ có thể đưa ra. Sau đó ấy, thường tóm tắt lại đặc điểm chung của chúng. Đấy. Thường tóm tắt lại đặc điểm chung của chúng nhá. Đây là cái khá là quan trọng của cái mẫu này. Tổ hợp ya tổ cờ được sử dụng khá nhiều trong mẫu câu này. Rồi chúng ta sẽ xét phần ví dụ để hiểu rõ hơn này. Watashi wa keki potato chips, đúng nhỉ? Hamburger といった calorie の高いものが大好きなんです。Tôi rất là thích, đúng không? Đây chúng ta phân định bằng cái TOEIC này. Đằng trước đây là gì nhỉ? Keki là bánh ngọt, đúng nhỉ? Bánh kem. Potato chips là gì nhỉ? Khoai tây chiên. Hamburger là hamburger. Đây là tên riêng của những cái món đồ này. Calorie no takai mono ga daisuki nan desu. Tôi rất là thích những cái món gì đây nhỉ? Những cái món ăn dầu gì đấy? Dầu calo, đúng nhỉ? Như là bánh ngọt, khoai tây chiên và hamburger. Thì các bạn thấy đằng sau có cái từ gì nhỉ? Có cái từ calorie no takai mono. Những cái thứ mà dầu calo ấy là cái mà đặc điểm chung của cả ba cái món phía phía gì nhỉ? Cả ba cái món phía sau này nhá. Đấy. Khi mà chúng ta gì nhỉ? Khi mà chúng ta thực ra là trong trong giao tiếp thực tế ấy, thì chúng ta có thể dùng cái cách nói khác, ví dụ như là có thể dùng yona chẳng hạn này. Đấy, các bạn có thể dùng no yona. Đúng nhỉ? No yona hay là mitai. Mitai na. Thì nó sẽ phổ biến hơn, ví dụ phổ biến nhất là mitai na. Đấy. Thế nhưng mà nó sẽ không mạnh, nó không nhấn mạnh cái ý là đằng trước là những ví dụ và đằng sau là cái tổng hợp lại cái tính chất của cái đằng trước. Đấy. Câu số 2. Ninjin ya piman ya kabocha といった iro no koi yasai wa ryokuo yasai. Xin lỗi, ryokuo shoku yasai といって karada ni totemo iin desu yo. Đây chúng ta phân cách cái tôi ở đây nhá. Mọi người có này, đầu tiên là ninjin là cà rốt này, piman là ớt chuông, kabocha là chữ nam với chữ qua, đúng nhỉ, là quả gì nhỉ, quả bí ngô, đúng nhỉ. Có câu chuyện người ta bảo là bí ngô đến từ Campuchia nên là nó đọc gần giống kabocha ấy. Đằng sau này iro no koi yasai là gì đây, những cái quả mà có màu gì nhỉ, màu sắc đậm, đúng không? Củ cà rốt này, rồi thì quả ớt chuông, rồi thì quả bí ngô, đều là những cái mà có đặc điểm chung là những cái rau mà có màu đậm, đúng không nhỉ? Thì cái từ đằng sau này sẽ tóm tắt lại đặc điểm của cả ba cái này. Thì được gọi là gì nhỉ? TOEIC đây không liên quan gì đến TOEIC đâu nhá. Đây là nêu ra ví dụ. Còn đây là được gọi là ấy, nó chữ Hán thì nó chính là cái chữ chữ này. Thì gọi là gì nhỉ? Thì gọi là rau điều cư ô, chữ Hán là chữ lục và chữ hoàng, đúng nhỉ? Người ta gọi chung tên là như vậy thôi, có màu như vậy, có màu đậm, màu thẫm và rất là tốt cho sức khỏe. Tiếp theo câu số 3 này. Kyoto toka Kamakura といった furui machi ni wa tera ga oi là gì nhỉ? Ở đây các bạn lại chúng ta lại khoanh cái từ toita nhá. Đây là tên riêng, đúng không? Kyoto tổ cả Kamakura, đây là hai thành phố, đúng nhỉ? Đằng sau ấy có từ furui machi là đặc điểm chung của chúng. À, những cái thành phố như là gì đây nhỉ? Như là Kyoto hay là Kamakura ấy, là những thành phố cổ sẽ có rất là nhiều chùa ở đấy, đúng không? Terragaoi thì hai cái này có đặc điểm chung là furui machi đằng sau. Câu số 4 này. Eco という言葉は環境にいいといった意味で使われるようになった。Cái từ gọi là từ eco ấy, đúng nhỉ? Thì được sử dụng, đang được sử dụng với cái ý nghĩa là kang kyo ni là thân thiện với môi trường, đúng nhỉ? Tốt với môi trường. Thì cái này nó lại hơi khác một chút với cách mấy cái trên. Trong trường hợp này thì cái đằng sau của tôi tà này nó không, chúng ta không thấy cái từ nào tóm tắt lại đặc điểm chung, đúng không nhỉ? Thì cũng có trường hợp là nó dùng như cái bốn nhá, nó đưa ra một trong những cái như vậy thì chúng ta cũng có thể dùng như thế.
Eco Park ấy, thành phố Eco Park đúng không nhỉ? Tiếp theo này, chúng ta có mẫu câu này thì ở trong sách Shinkansen không có, thế nhưng mà cũng có dùng, và đặc biệt là phần sau cũng có nhắc đến, nên là mình tổng hợp vào luôn vào bài. Đó là mẫu Dano, Dano có nghĩa là nào là, nào là. Chúng ta quan sát ví dụ này. Hahawa kekkon shiro Dano, onna rashiku kodo shiro Dano, itsumo urusai. À, về quê ăn Tết tưởng được nghỉ ngơi đúng không? Thế nhưng mẹ suốt ngày nói đi nói lại là gì nhỉ? Là lấy chồng đê rồi thì cư xử đúng nhỉ? Ra dáng thiếu nữ nào, ra dáng con gái nào cứ ăn thùng uống vậy, như vậy, như đàn ông vậy, ai lấy đúng không? Đấy. Đấy, thì khi mà chúng ta gì nhỉ? Chúng ta thể hiện cái cảm giác cảm thấy phiền phức ấy, cảm thấy không thích để liệt kê những cái điều như vậy thì chúng ta sẽ dùng một câu Dano nhá. Về cách cấu thành này, danh từ cộng với Dano. Các cái mẫu câu còn lại sẽ là thể thông thường Hutsuke cộng với Dano. Trong đó tính từ đuôi Na sẽ là Na cộng Dano, chứ không phải là Da. Danh từ cũng là cộng trực tiếp với Dano chứ không phải là có Da. Về cách sử dụng, đưa ra các ví dụ với sắc thái thể hiện sự chán ngán, thất vọng. Nhớ nhá, đưa ra các ví dụ với sắc thái thể hiện sự chán ngán, thất vọng. Đây là cái quan trọng nhất. Thể hiện sự chán ngán, thất vọng. Và câu văn mang tính chất văn nói xuồng xã đúng không? Mấy cái thằng phía trên ấy thì nó mang tính chất là tương đối là cứng và lịch sự ấy, còn cái thằng Dano ấy là nó mang tính chất văn nói rất là xuồng xã đúng nhỉ? Ví dụ đây là mẹ tôi lúc nào cũng ồn ào đúng nhỉ, lúc nào cũng nói nhiều, nói đi nói lại, nào là kết hôn này, nào là cư xử hành động cho ra dáng thiếu nữ đi. Về phần debut, ví dụ này, ototo no heya wa kami kuzu da no Aki Kang Da No De Ippai Da, tức là phòng em tôi ấy, đầy ắp những nào là lon rỗng này, nào là giấy lộn này, đúng không? Các bạn thấy này, đây có trước Da No là cái Kamikuzu là cái giấy lộn nhá. Đây là Aki Kang là gì nhỉ? Là cái gì đấy? Là cái lon rỗng đúng không? Ippai đầy là những cái thứ này, và thông thường những cái này là những cái quà rươi, những cái không tốt, không hay thì người ta mới dùng cái nano, chứ còn nếu là những cái hay ho thì người ta không có dùng đâu. Câu số 2. Tonari no uchi no hito wa gomi no dashikata ga warui da no. Yoru no sendaku wa dame da no. Monku bakari yu. Chúng ta lại khoanh hai cái trước dano này. Đấy. Cái người gì nhỉ? Cái người nhà bên ấy. Môn cự là than phiền đúng không? Than phiền rồi thì cằn nhằn. Cái người nhà bên suốt ngày cằn nhằn. Nào là gì nhỉ? Nào là gomi no dashikata ga warui. Nào là gì nhỉ? Đổ rác sai cách rồi kìa. Rồi thì gì đấy? Giặt đêm ấy không được giặt. Ví dụ như mình là một người người ngoại quốc đúng không nhỉ? Đấy, mình đến, mình mới đến. Mình chưa biết là những cái cách đổ rác hay là gì đấy, hay là cái cách giặt đồ ấy, hay là giặt đồ ấy, mình ở Việt Nam mình cứ giặt đồ vào ban đêm. Thế nhưng mà cái người 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 hàng xóm ấy, người ta suốt ngày cằn nhằn nói đi nói lại những điều này thì mình cảm thấy thật là chán, nghe phát ngán đến rồi. Thì để thể hiện cái những cái điều mà không tốt, không hay như vậy thì mình sẽ dùng mẫu câu Dano nhá. Đấy, đấy là cái cách mà chúng ta, đấy là cái mẫu cuối cùng ở trong phần này thì bổ sung thêm là như vậy. Cái này sẽ không có trong phần bài tập. Bài tập chỉ đến hết phần Toita thôi. Bài này là nó cũng tương đối ngắn bởi vì chỉ có 4 mẫu câu, và các mẫu câu thì nó cũng không có nhiều, không có quá nhiều cái gì nhỉ? Cái điều cần lưu ý lắm. Do vậy là cái video nó cũng không thực sự là quá dài như những video trước, thì các bạn xem kỹ video và làm bài tập cẩn thận nhé. Rồi chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong các video sau.